eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôm chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trẻ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Xin chào các bạn, Duy Nguyễn và cô đệ tử ngổ ngáo tranh thủ một buổi trưa vắng khách tại Tháng Lò Gym quận 7 để gửi đến các bạn một buổi tập tiếp theo nằm trong dự án Gym Nữ Tâm Kinh tầng 3. Tầng 3 là Smith Machine Lý Vịnh. Thì như cái tên gọi là Smith Machine thì hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn buổi tập phần cơ Upper Body số 2. Đó là cơ lưng. Ngọc, cơ lưng. Đây. Lưng lưng. Đây 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 đây. Và cơ ngực. Đây 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 và đây. Đó. Linh hồn của tập hôm nay vẫn là Smith Machine, chủ đề chính của cái buổi của cái tầng 3. Mà bên cạnh đó chúng tôi sẽ kết hợp thêm một số bài row trên máy Leverage, cụ thể và là dòng máy PBL đẳng cấp của Thor Gym, gồm có PBL Last Pull Down và BBA Row. Một lần nữa chúng ta sẽ luyện tập cơ chế pull down từ trên kéo xuống và cơ chế row. Đặc biệt hôm nay có một bài Good Morning chào buổi sáng khá khó. Rồi, say hello mọi người đi, khởi động chưa? Em khởi động rồi đó. Uống sức chưa, uống liều cao chưa? Uống liều cao chưa? Căng cơ chưa? Nhưng mà chưa hết, căng cơ rồi. Căng cơ rồi, vậy uống liều cao nữa đi rồi tập. Căng bụng đi. Trước khi mà vô cái tập á, anh đã nói với em nhiều lần rồi, chúng ta phải uống hết liều cao. Xong chúng ta pha sẵn intra vào cao để đó, ngấp từng ngậm, từng ngậm, từng ngậm, từng ngậm. Rồi, bài tập đầu tiên là bài row. Row là một cái cơ chế khá là quan trọng của lưng. Và row trên máy Smith Machine á, nhờ cái trục này nè. Nhờ cái trục mà nó cố định cái thanh đòn. Em không còn phải suy nghĩ và điều khiển thanh đòn, mà chúng ta chỉ tập trung chúng ta kéo thôi. Dạ. Đó, nhớ là cái vị trí nè. Cái vị trí lên là phải ép lưng lại. Đứng tư thế số mấy? Tư thế số mấy đang số 1 nè. Gập xuống thành số 2. Gập đầu số 3. Số 3. Dạ, dạ, dạ. Thử bằng cái thôi không nhớ bài rồi. Số 3. Dạ. Số 3. Cái này có hai tư thế mà, khi lên là số 1 đúng không? Rồi. Cái này là ba chưa hoàn toàn, cái này là khoảng chừng 2.5. Rồi nè. Khi xuống á, lóc lưng lại. Tay thẳng, không thẳng vậy, thẳng vậy nè. Cái lưng mình nó căng ra hết cỡ nha. Okay. Lưng mình căng hết cỡ và cái thanh đòn nó gần chạm vô cái vị trí cuối cùng luôn nè. Đây nè. Dạ. Yeah. Rồi. Kéo lên ưỡn ngực. Chạm bụng. Ép lưng. Dạ. Yeah. Đó, khó nhất chỗ này nè. Xong rồi xuống từ từ. Nè. Hạ xuống nhìn cái vai nè. Cái vai nè nó phải căng vậy nè, chứ không phải vậy. À, nhìn không? Cái vai mình xuống á, nó có cảm giác nó gù ra vậy nè, hả? Giống như con cọp vậy đó, con sư tử là gù ra chứ không phải xuống vậy. Xuống là nó phải gù ra xong lên giật xuống gù ra lên giật. Dạ. Làm lại thấy không? Đó. Mặt nhìn thẳng về phía trước thần thái. Vô thử đi. Bài này là Smith Machine Row. Dứt. Rồi ok. Nè, chạm được kìa. Ok, đó. Xuống tại đây nhất không? Giữ lại nha. Xuống là phải giữ lại một tí. Ok, rồi dứt lên. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đó. Nè. Các bạn theo dõi phần cơ này, bạn sẽ dễ thấy chuyển động này không? Đây. Chuyển động phần cơ mình đang tập đây. Cả một cái lưng đây. Tập đi, cứ tập bình thường đó. Đây, nó ép vô, nó khích hai rảnh luôn nè. Em ép lại, giữ lại tí rồi. Nè, giữ ở đây nè không? Đó, các bạn nhìn thấy không? Nè. Nó ép khích lại cái rảnh này. Đó. Rồi, dứt. Nhẹ nặng. Nhẹ. Vô. Chờ câu này thôi. Rồi, Smith Machine Row 3 set chuẩn bị bắt đầu. Uống sấp đi, uống sấp đi. Phải lên 2,5 kg chứ. Thôi, không có 2,5 kg.
Không có 2,5 kg. Ok, cố gắng phần trên bằng phần dưới là được. Không sao cả. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái xuống phải gù gù lưng quên rồi nè. Đó, sáu, bảy, tám, chín, mười. Từ từ căng ra giữ lại. Giữ lại điểm thấp nhất, giữ lại. Không có thả nhà rồi, giữ nào mỗi thả. Ok. Bây giờ sẽ tập tiếp theo, từ từ sử dụng dây cố lưng. Bài tập này phải xài dây cố lưng. Rồi quấn vô. Lên. Rồi, đúng rồi. Một, hai, ba. Không cần cầm chặt cây đâu, có dây cố lưng rồi. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Rồi giữ lại này, giữ lại. Ok. Rồi buông. Tóc lên, không thấy mặt gì hết. Rồi, tốt. Mệt chưa? Chưa thầy. Nữa thôi. Tập với thầy xong mệt được nữa đi. Rồi, 5 kg nữa. Mệt. Đúng rồi, lưng không có cong nha. Rồi, dứt. Rồi. Ok. 3 4 5 6 7 8 9 cánh ạ. Ừ, mời. Ok, rồi thả từ từ thôi. Rồi. Rồi ok. Chưa hết. Đứng đây, đứng vô. Vẫn quấn. Em buông cây nè hả? Rồi thôi giờ em cầm cây đi. Em cầm cây và đứng thẳng lên luôn. Kéo thẳng mạnh lên luôn. Kéo mạnh lên. Kéo thẳng lên, mạnh lên. Ừ, rồi. Đứng lóc từ số 1. Rồi rồi, giữ. Nó sẽ căng cái phần cơ tay của em và cơ lưng của em nè. Ok, thấy không? Thấy chưa? Nó căng cò vai, căng cơ tay. Rồi, đứng chịu, nào mệt sao thả. Mệt thả thì trở về tư thế số... số... Ờ. Đó, đó, ok. Đó, rồi ok. Đó là cái bài relax căng cơ sau buổi tập. Sau cái bài tập của em là cho nó căng. Nó căng, nó tạo sức mạnh cho cơ tay của em. Nó không có to mà tạo sức mạnh và sự dẻo dai cho cả vùng tay và vùng cổ vai, vùng lưng của em luôn. Tốt, bây giờ đổi vào bài số 2. PPL Bro. Rồi đây là chiếc máy PPL. Cái bài tập PPL Pro này cách tập nó giống như cái bài BBS Pro, mà nó khác nhau, cái hệ máy mà nó nặng hơn. Nó nặng hơn nhưng mà chuyển động nó khác, thì cũng là một sự trải nghiệm cũng tương đối tốt cho em trong giai đoạn này. Nó giúp em tập tăng cơ và tăng sức mạnh. Rồi bây giờ em kéo như là mấy bài như BBS Pro thôi, kéo vô. Kéo vô. Từ tay số 4 á. Kéo, đúng rồi. Có vẻ nó sai sai. Ok, đúng rồi. Cái này là kéo thừa thôi. Đó, kéo vậy đó, đúng rồi đó. Cái khi vô á là xoay cái tay vô đây một xíu nè. Xoay một chút thôi chứ không có xoay dài, xoay chút xíu thôi. Đó. Còn khi ra là thẳng vậy. Ok, đúng rồi. Đó. Rồi, ví dụ như cái bài này em không thích tập hai tay thì em tập một tay. Rồi, tay kia em dính vô đây nè. Rồi, tập một tay. Tập một tay men lì quá à. Đó, tay. Xong rồi khi lên thả cái tay ra một tí nha. Khi lên cổ chỏ mà nó bay cao lên tí. Rô nào bài nào cũng vậy đó. Rồi. Tập đi, đó. Rồi xét cuối cùng em phải giữ lại vị trí này khoảng chừng 2-3 giây. Giữ vậy hả? Không phải, giữ vị trí căng đó, không giữ vị trí ép. Giữ ở vị trí là vị trí phải căng. Giữ vị trí middle, không có giữ vị trí style nha. Căng thì không đúng, căng như vậy á là cái vai em nó bị mấy luôn. Em căng mà. Chứ không phải căng vậy. Tức là cái vai của mình không có chồm phía trước á, căng lưng thôi. Nhất lưng là được, nhất lưng cứng. Hả? Nhất lưng đúng rồi, chứ không có chồm nguyên cái vai vậy. Hiểu chưa? Rồi.
thấp cái vai xuống, cái vai cứ nhún nhún hoài. Rồi tập. Rồi, ép vô này nó. Rồi căng ra, ép vô. Đúng rồi. Hiểu chưa? Rồi vô tập thiệt nha. Ok. Rồi vô nè. Rồi, một. Đừng kéo gì giật gì tới đó. Rồi giật. Ok, hai. Tới cái điểm khựng nè em thấy đừng có kéo xong tới cái điểm khựng đó, hiểu không? Rồi. 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi thôi được rồi. Nói chung á anh tính cho em tập bài này 2 set nhưng mà cái set này em tập nhẹ quá coi như bỏ, tập tiếp. Tập nhẹ quá. Rồi, dứt. 1 2 3 căng lại chút đây. Đó, 4 5 6 lên cái vai, cái quần nhỏ. Ờ. Rồi. Từ từ. Ờ. Ok. 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 Rồi bỏ đi tập chơi thôi chưa tính. Sao vậy? Chưa đúng sao tính được? Em tập chưa được cái cảm giác cái thằng anh muốn ra. Đó, ra thầy tập cho coi. Tập gì cái máy vậy đó. Đúng không? Kéo ra. Nè, nó phải nặng nặng chút, nó phải có cái thần, không chứ. Hư. Hư. Không phải này không? Nè giật nè. Nè ra. À, nặng thật sự đúng không? Rồi xong rồi vô. À, đó. Nó nặng, nó phải có một cái gì đó nó cố gắng. Còn em tập như cái máy vậy đó nó còn nhẹ. Rồi, một, đúng rồi, từ từ thôi. Lên cùi chỏ, cái cùi chỏ dặn rồi. Cùi chỏ, ừ. Ok. Bốn, không có thẳng tay. Không có thẳng tay. Năm, sáu, bảy, tám, tới đây, chín, mười, ok. Căng. Tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi chứ em chưa chừng hết. Khi ra đó không có thẳng tay vậy. Mà ra cái tay đó vậy nè. Cái tay nó cong nó căng nó lưng. Căn bản là em không có nổi. Vô. Một. Đúng rồi. Hai. Ok. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. 9 10 giữ nè. Rồi căng ra từ từ. Căng ra từ từ. Từ từ. Từ từ. Căng. Căng. Rồi giữ đây. Giữ. Đuổi buông. Đuổi chưa? Ủa phát này nó nhức lưng. Rồi. Tiếp. Nè em phải nhớ là quấn ngược rồi. Cái quấn dây này nè. Là cái cọng dây này nó phải nằm ngoài. Tức là nó đối lập với cái 5 ngón tay của em. Đúng không? 5 ngón tay em cầm bên nào thì dây nó quấn ngược hướng bên đó. Đổ mồ hôi, máy lạnh rồi, đổ mồ hôi ghê. Chưa? Lên nè. 1 2 3 4 5 6 7 tốt 8 tốt 9 10 10 tốt tốt. Ok. Rồi, đổi bài. Rồi bây giờ anh sẽ chỉ em tiếp bài last pull down trên máy này. Dạ. Em tập hoài rồi. BBS last pull down, BA last pull down thì cái bài tập này nó khá giống cái bài BA last pull down là hai cái tay cầm nè. Nó khá giống. Những cái tay cầm về nó cho cái độ freeway tuyệt đối. Cái độ freeway là gì? Là cái sự tự do trong tập luyện. Đây. Thì bây giờ em vô đây em ngồi đi, tập bình thường không gì trơn, chỉ có cảm giác nó khác thôi. Mà cảm giác đó đó là tự em phải trải nghiệm. Vừa chân chưa? Chỗ này vừa chưa? Ok. Rồi xích chân tới cho nó ngon lành. Ngồi xích tới một xíu. Xích. Rồi. Đúng rồi. Rồi cầm. Kéo xuống. Kéo xuống. Rồi đúng rồi. Nhớ cái đoạn lên nè. Nhớ nè, lên là cái mũi này nè nha. Cái cây này nó chỉa ra ngoài một xíu chứ nó không có dày.
nó chỉa ra ngoài xíu, còn khi kéo xuống thì nó sao cũng được, nhưng mà lên nó cây để chỉa ra xíu đó. Đó rồi, đó là một cách tập em có thể ngửa ra một tí, em ngửa cái người ra, ngửa ok đó, ngửa cái người ra một tí vậy này ha, và kéo xuống xong rồi mình lên em thu cái người vô đó, rồi đó đúng rồi đó. Không không, khi kéo xuống á, cái tay bình thường thôi, khi kéo xuống cái tay bình thường khi lên nó mới xây, chứ không phải là lúc nào nó cũng xây vậy, hiểu không? Rồi kéo xuống tay bình thường, nhớ cái tay em quên nó rồi, cái tay này em có cố định không à, cái tay bây giờ phải như di chuyển, em tập phải di chuyển lên đúng rồi, xuống xây lại, xuống thì xây lại ok rồi đó ok ok đó rồi, nháp 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 thôi, nháp thôi, hiểu bởi gì hiểu bởi giờ lên tạ. Em cứ nhớ là em quấn nó đối lập với bốn ngón tay ở trong của em là được. Rồi vô nè. Nhưng mà nhớ khi em xài rồi á thì em vịn thôi, tức là em vịn cái tay cho dây đừng tuột thôi, chứ không phải làm bấu vô nguyên cây này, em hiểu không? Lúc này cái cọng dây nó đã kéo cho em rồi, em không phải bấu vô cây này nặng quá. Rồi dứt. Dứt. Đúng rồi, 1 2 3 4 5 6 cố lên, 7 cố lên, 8 cố lên, 9 cố lên, giữ anh đã giữ nè đó, rồi giữ ok rồi, xong rồi lên giữ tiếp, cái cuối là bây giờ cũng vậy đó, đúng rồi, lên giữ tiếp, rồi giữ cho căng cái lưng ra đó, đúng rồi đó, tốt, em tập bài này tốt đó. Rồi ok, lên tạ chắc được ha. Được ạ. Rồi vô BBL Club Bundao set số 2, 8, 10 cái, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giữ, mặt cẳng lên, rồi thả tay, giờ người từ từ phía trước chân vừa thôi, chưa giữ, rồi mỏi buông, mà này sao mỏi được, có dây không có mỏi đâu, chán buông rồi, sao rồi, sao anh nghe vậy, anh kéo phụ em hả, sao nó nhẹ vậy, có phải không? Sao vậy, có phải anh kéo phụ em không lúc nãy à? Rồi thấy không, anh cho em ra là gì bướm hình chữ V mà có rảnh này không? Không. Ý là anh kéo phụ em ấy hả? Nhờ anh nha, nhờ anh em mới bướm hình chữ V có rảnh nha. Chứ ngày xưa làm gì có. Rồi bây giờ là set cuối BPL Last Pull Down 40kg 10 rep bắt đầu. Vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng nè, 9 cuối, giữ. Rồi thả ra từ từ luôn, thả từ từ căng lưng kêu dừng mới dừng nha, thả để giữ, rồi giữ chán dừng, giữ ngửa mặt lên, giữ kích thích cơ lưng tối đa, căng cái lưng tối đa, vị trí này là vị trí middle, phải chưa? Mới mốt thầy kiểm tra bài mà vị trí này star end là thầy cho học dịch đó. Cứ tập thấy bây giờ mới vô cầm vô là star end không à. Rồi đổi bài. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn em một bài tập mới lạ, tập chuyên nhóm cơ lưng dưới. Bài này cũng khá là khó. Bài này có tên là Good Morning. Nó đứng gập. Đó, em đứng tư thế số 1. Xong em chuyển về tư thế số 3. Đó, em chuyển về tư thế số 3. Sao cho cái đùi sau của em nó căng nó nhất. Căng ở đây. Đó, nó căng nó nhất. Dọc. Ok, đúng rồi. Nó căng nó nhất thì á, em từ đó em dùng cái gót chân nè, em bật dậy. Đứng lại tư thế số 1, gồng cái đùi, lóc lưng. Khi lên em mới đau lưng. Đó. Lóc cái đùi. Gồng cái đùi này lại, lóc cái lưng. Xong rồi lặp lại.
Đó, lên là thở ra. Không, lên là thở ra, đúng rồi, xuống. Ok chưa? Bài này đau đùi quá. Đó, nó vừa tập đùi mà vừa tập lưng. Yeah. Bài này có tên là Good Morning. Good Morning. Good Morning là chào buổi sáng. Đó, chào buổi sáng nó mô phỏng theo cái văn hóa của phương Đông á, tức là mình ra đường mình gặp các cụ mình chào. Ý là cúi người chào hả? Đúng rồi. Bài này cúi người chào, rồi siết cái đai vào. Siết đai vào. Siết cho nó vừa em đi, siết siết. Siết vào. Cái đai từ từ siết. Đó, siết đó, siết vào. Đúng rồi. Những cái bài nó ảnh hưởng tới lưng thì nên thận trọng tí. Nên đeo. Rồi. Em bước vô đây. Em bước vô đây, em gánh cái cây này xong em lùi ra. Em tập. Lùi ra đứng đây xong. Vừa vừa thôi cũng được. Ừ, đứng vừa vừa thôi. Cây này 20 cân đó, 20 ký đó. Rồi. Tường nó chua đó. Rồi. Xa xa một tí, gần quá gặp trúng. Ừ, rồi. Gặp thử đi. Hơi hơi thôi rồi lên. Nếu mà gặp sâu được thì gặp, còn không hơi 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 thôi, đúng rồi. 2, tốt, tập luôn đi. 3 4 5 6 từ thôi 7 8 9 10. Rồi tốt, thôi bước vào. Bước vào, gác, gác, nhìn nè, nhìn bên đây, gác vô. Xong rồi tới gác bên đây. Gác trước một bên, xong bên kia gác vô. Còn hai set nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần thử thách là 30 kg. Cái này là nguyện theo yêu cầu của cô đệ tử nghệ ngổ ngáo nha các bạn, chứ mình không ép. Nhưng mà cô ta thích chơi 30 kg luôn, sợ rồi đó. Không ngờ mới lớp 3 thôi mà thể lực cải thiện rõ rệt. Điều này làm cho tất cả các bạn trong THOL đều hoang mang và chấn động. Một sự kiện khủng khiếp của võ lâm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đứng số 1 luôn, thẳng lưng, ưỡn đàng hoàng, số 1, tư thế số 1. Rồi, bước vào. Bước vào. Một bên trước. Xích vào, tôi chưa tới, xích vào một cái nữa. Rồi, đúng rồi. Chuẩn. Nữa thôi. Lên nữa thôi. Tùy anh thôi. Lên nữa thôi. 2 kg rưỡi nữa không được. 2 kg rưỡi hả? Vô nè. Rồi dứt. Dứt dứt dứt. Rồi. 1 2 3 Cô lên. 4 Không có đỡ nha các bạn, cầm tạ cho thăng bằng thôi đó. 5 Cố gắng tập trung. 6 Cứ tập trung thôi. 7 Tập trung nè. 8 2 cái nữa. 9 Cái cuối lên. Rất tốt. Hot girl lớp 3 tập Good Morning 40 kg. Ôi kinh quá bạn ơi. Quá kinh quá. Rồi, đổi bài. Chuẩn bị qua tâm ngực. Tắt like luôn đi. Ai muốn comment sau đó comment. Bạn tập hỏi không? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần cơ ngực. Và đây là một cái bài tập ngực trên khá là phù hợp dành cho swimmer nữ. Trên cái máy Smith Machine. Tại sao chúng ta phải tập cái máy Smith Machine? Tại nó được cái lợi thế là cái trục của nó ổn định nè. Đó, cái trục này không, em không cần phải canh nó quắc hay nó thăng bằng hay gì cả. Cái trục này là cái trục ổn định. Em lắp cho một tạo bên đây cho nó cân đi chứ không anh mấy bạn soi.
Chứ anh đẩy cũng bình thường à. Rồi ở bài tập này á thì em tập cho anh hai cái trạng thái. Một là trạng thái lên là không phát khớp, dày gồng tay bóp cứng đó, đẩy không phát khớp, dày là khóa nè, nguy hiểm nha. Vậy là không khóa nè, vậy là khóa nè, không khóa nè. Rồi khi xuống á, khi xuống á thì cái ống tay này nè nó song song với cái trục này nè, nó không có chỉa đằng sau chứ, hoặc là chỉa đằng trước nha, nó phải thẳng xuống đất luôn. Thôi nó phải thẳng đất nè, không nó thẳng đất rồi không, không và tạ nó rớt cho phần trên của em đó, xong em đẩy lên. Cái ghế này nó hơi thấp, thấp chỉnh lên xíu để cho nó rớt ngực chứ không rớt trúng cổ em. Nó trúng cổ rất là nguy hiểm. Rồi đẩy lên, không cái lưng vẫn là lóc, rồi chân đặt mạnh sàn, rồi xuống đó. Giờ là chuẩn rồi nè, tạ gần chạm ống tay song song với cây, nói rồi không có vậy nha. Đa phần mà tập gì là sai, không có vậy nha. Nó luôn trạng thái này nè, nó đẩy lên đẩy xuống, sau đó nó vẫn luôn cái trạng thái này. Nhớ những cái điều này là những điều cực kỳ quan trọng để cho sau này em tập được cái bài đẩy ngực bằng free way. Ok, hít thở thì giống như cơ chế chest press bình thường, không có gì mới. Hít thở như cũ, rồi thử đi. Chân chống cứng lên sàn, cái lưng chỗ này nè, lóc đúng rồi đó, đẩy mở ra. Ok đó, ok cao lên xíu nữa cái tay á, cái tay nè. Ừ đó, đừng có lóc được rồi. Rồi được không rồi? Không, em có lóc đâu. Rồi xuống. Ừ đúng rồi, vậy thôi. Rồi lên, nó chạm nhẹ vô phần áo của em, làm giữ là em đẩy lên. Rồi ok tốt, gác vô đi. Rồi chuẩn bị tập thiệt nha. Mid machine inline press bắt đầu vô. Để lên, 1 2 3 4 5 6, tập trung ngực, 7 8 9 10. Rồi từ từ thả vô luôn, thả vô tốt. Cái ghế này là ghế adjustable. Ghế adjustable tại vì mình điều chỉnh được, nó tên là ghế adjustable bench. Còn cái vị trí dốc lên như là vị trí inline. Vị trí inline, vị trí flat, vị trí decline. Decline là dốc xuống, còn flat là ngang, còn inline là dốc lên. Dốc lên tầm 30 độ sẽ tầm trên. Rồi bây giờ set thứ hai, chúng ta lên tạ nhẹ 5kg cho tổng khối lượng nha. Những bài này tập tương đối nó phiêu nặng rồi đó. Vô inline bench press, 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok rồi, gắn vô. Tốt. Smith machine inline bench press set cuối cùng, lên tạ tổng cộng 30kg tạ chưa tính thanh đòn. Cố lên, 1 2 3 vô. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8, cố lên, 9, cái cuối phiêu nè, tập trung nè. Ok, đẩy nữa cô, đó, tốt. Đệ tử này tập tốt quá. Tí có khen thưởng gì không thầy? Có. Ok. Rồi, giờ khen thưởng đệ tử sư phụ dưới chỉ thêm đệ tử bài mới nữa. Khi nào mà trò lên lớp 7 là trò sẽ
chống xa kép được. Là không đó. Cần cái này. Đúng rồi, và bây giờ chúng ta phải tập chống xa kép. À, chỉ cho trò chống xa kép bài này tập ngực với tay sau. Thật là chính nha. Dạ. Thử 60 bao nặng nhẹ sau tính tiếp. Đây. Tay cầm vô đây. Chân quỳ bình thường, tư thế ốc lưng số 1. Không? Vậy thôi. Đó, lên. Khi lên á thì cái người mà nó thẳng lên tí vậy nè. Ok, khi xuống cho mình xuống tí đó. Nhìn nữa đó. Đó, ok. Rồi, gồng ngực không? Không cần chống thẳng tay, gồng ngực thôi. Đó. Trước này nha. Đúng rồi. Còn chống thẳng tay là tập tay nữa. Dạ. Chỗ này tập ngực thôi. Ok. Cũng được thôi. Đó. Khá là nặng á. Thay cho tập 80 bao đi. 80 đi, chứ 60 quốc cái nằm đóng chứ luôn. Chứ không 75 chục thôi à, không có 80. 75 cũng được. 75 nó nhảy lên 90 hả? Tập chút 75 đi. Ừ, nhảy lên 90 rồi. Khá khó, họ tập lên tập luyện nè, có được không? Bài này khá khó đó. Rồi, nhìn vô kính nè. Nhìn vô kính để thấy. À, rồi, nó hơi sâu rồi đó. Ok. Xuống tới đây thôi, đó. Lên. Ok. Tay, cái cùi chỏ đi vô đây, ok. Đó, không có banh đâu quá. Đó. Cảm giác gồng ngực chỗ này không? Đó, mình đang tập ngực. Nặng nhẹ. Thấy cũng đuối đuối rồi đúng không? Đúng. Chắc phải lên 90 quá. À, 93, 90 bao. Rồi, xuống đi rồi lên 90 bao. Ok. Lên tạ cho mạnh thật. Cách thích thở thì nó giống như là bài BA dip vậy đó. BA dip. Còn này là dip có hỗ trợ. Freeway dip mà có hỗ trợ. Dip. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 Tốt. Rồi bây giờ thầy giảm tạ cho con. Còn 60 bao. Set thứ 2, dip. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tốt. Còn một set nữa thôi. Rồi, xuống nghỉ ngơi một tí đi. Set cuối dip hỗ trợ 60 bao. Hỗ trợ 60 bao là nó còn khoảng là em được hỗ trợ khoảng chừng nhiêu ta? 25 kg, người em 60 kg và em đang tập 35 kg. Rồi vô nè. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 Đừng có nhuồn vai ráng, cậu tập trung từ từ, đừng có nhuồn vai. 9 Bộ lộn 8. Bây giờ mới 9 nè. Cái nữa đi. Cho xíu thở cái. Đừng có lóc tay nha. Cái nữa. Trời lên nè. Ok, tốt. Ok. Sao cái thứ ba nặng quá. Tốt. Rồi, xong. Xong rồi đi, tốt. Giờ qua mấy bài hát siêu nhẹ luôn. Bài này bài
BBD chất fly thôi, không có gì mới hết đó. Tập đi. Khoan, này nặng á, chỉnh cục thôi. Tầng 1 con tập kém lắm ở nhà, lớp 1, lớp 1 con tập kém lắm luôn á. Cái gì vậy? Vậy rồi, ok. Bài này vẫn kém trời. Ok, ráng đi. 2. Tới đây thôi, không cần sâu. Cái gì vậy? Đúng, nãy là thử mà, em đã tập giờ đó. Giờ có thiệt phải không? Đúng rồi, đây, bây giờ mới thiền em. Rồi, tập đi. Chờ, lấy 1. Tới đây thôi không còn sâu, đúng rồi. 2. Quan trọng là cái ép vô đó. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10, giữ lại. Đẩy tay dài ra, đẩy tay ra, ok. Rồi, giữ lại vậy nè. Ép ngực, gồng ngực vô, ép. Đó, xong thả ra từ từ từ. Căng hết cỡ luôn. Đừng buông thôi nha. Cứ thả từ từ đi, chịu, chịu căng lại. Sao sớm vậy? Rồi, vô. Ê ba, vô. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cố gắng lên nè. 8. 9. Tay thẳng ra, tay thẳng ra. Ok. Ok, ok. Ok. Cố lên, cố lên. Rồi, căng ra. Giữ được nhiêu thì giữ, giữ được nhiêu thì giữ. Rồi. Cái bài này. Thì rắc tí đi. Đâu rồi. Rồi. 1. Cái này không cần dưỡng nữa hả? 2, giữa đi. 3. 4. 5. 6. 7. Cái chỏ cao lên tí. Ok. 8. 9. Căng cái này. 10. Giữ nè. Giữ nè. Giữ. Đúng rồi. Rồi căng ra từ 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 từ. Cô chỏ cao, cô chỏ cao. Đó, đó, đó. Đó, căng ra, căng ra. Ok, rồi, tốt, kết thúc. Đổi bài. Rồi bây giờ á là anh chỉ em bài 2 cable fly. Yeah. Hồi nãy là em ép như vậy á là nó khích khe ngực phía trên. Yeah. Tập phần ngực phía trên nhiều. Còn bây giờ 2 cái bột fly á là phần ngực phía dưới. Oh. Cho nó đều. Rồi, bình thường thôi. Đây, đứng. Đó. Cái cùi chỏ nè, nó phải chỉa lên xéo xéo bên trên như này chứ không có vậy nha. Dạ. Yeah. Nó xéo bên trên như này. Rồi xong em ép xuống. Rồi đây. Ờ, ép dưới thì được. Ép xuống giữ lại. Đó. Cùi chỏ. Tức là lên á, cái khi lên á là cái tay em nó vậy nè. Cái này nó xéo xéo một tí này, nó reway mà. Dạ. Đây, xong ép xuống. Ok. Nhất. Ok. Dạ. Nhớ là không phải đẩy nha, mình dùng fly là mình dùng cái ngực của mình ép vô thì là cái fly. Này. Hai cục thôi. Em sự giữ sự diện trong trò thầy chút em. Đâu thử chứ. Thử hả? Thầy phải cho con thử. Các bạn test cho nó đúng cái đó đúng không? Rồi. Ép xuống. Đúng rồi. Ép xuống, giữ lại, ok. Thấy vô ngực không? Có. Tức là cái tay này nó hơi bị xéo xéo, lúc lên thì con ngửa, không phải. Con ngã người, con đứng người bình thường cho cái động tác này nó đẹp đẹp chút lon lên vậy nè. Chứ còn nãy con không phải. Rồi. Con ép thì được rồi đó. Đứng phải như nào? Khi lên hả? Vậy hả? Không không vậy, chị không vậy khóa sai rồi. Ok, tay nó đừng có nó trong quá. Ừ, rồi. Ép vô. Rồi đúng rồi đó, lên. Ép vô. Đúng rồi.
Em vô. Lên cái tay nó có tư thế nó chồm chồm lên phía trước chút. Em đứng nó bị cái cầm của em nó kéo làm sao nhiều quá. Đây. Đó. Nè. Mình lan cái tư thế mình nó chồm phía trước cho nè là mình ép đó. Đúng không? Còn của em nãy đứng nó như vậy, nó cái kiểu nó bị cái tay nó bị lôi lôi làm sao á. Nó có thế nó yếu mà nhìn nó bị động sao á. Đúng. Đó. Wow, mình đó, mình vận động ép xuống nè. Ok. Đó là bàn tay, cái cánh tay lúc nào cũng tràn đầy năng lượng á. Ép xuống đi. Ok. Ừ, đó. Đó. Đó, đúng rồi đó. Ok. Rồi, xong. Vô luôn ha. Rồi giờ tập đi, tập chính thức đi. Con cố gắng nhìn thâm kiến á, để chỉnh cho tướng cho đẹp chút. Vô. 1. Wow. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tốt. Rồi. Tiếp tục. Lên tạ chút đi. Ok. Nhìn nó nhẹo nhàng quá. Rồi mỗi bên 3 cục. Hai cái bột fly set 2 bắt đầu. 1. 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 giữ luôn. Ép hai cái này vô, giữ. Gồng gồng tay lại, đỏ chĩa ra ngoài đây nè, đó. Rồi. Cái động tác vô của chỏ nó chĩa ra ngoài vậy đó. Rồi xong rồi lên. Chưa đâu, căng. Bước chân trước. Bước chân trước căng cơ đó, đó căng thôi. Đó căng cơ. Xong rồi căng đã thả vô. Rồi. Xích cuối lên mỗi bên một cục nữa. Ok. Vô nè. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cái 10 giữ lại nè. 10 giữ lại. Đúng rồi. Chỏ. Đó. Giữ lại đi. Ok. Tức là cái 10 giữ gồng nè. Đó. Gồng ngực lên như này nè. Rồi xong lên. Bước ra căng. Bước ra căng. Rồi. Nhức cái nách. Rồi đã chưa? Đã. Tiếp tục qua bài khác. Rồi bài tập cuối của ngày hôm nay á, thì em sẽ chỉ anh chỉ cho em một cái cơ chế tập mới. Cơ chế này có tên là pull over, đọc nhanh là pull over chest, tức là cái cơ chế kéo. Yeah. Pull over chest, cái cơ chế này mà người ta kêu là da dân gian á, kêu là móc ngực chống sệ. Cái đó là cách kêu của dân gian thôi, nhưng mà thực tế thì luật cũng là một bài tập cơ ngực thôi. Vậy thì cơ ngực tới ngày hôm nay á, là biết được 4 cơ chế rồi đó. Một là chest là đẩy, fly là ép, dip là chống, và bây giờ là pull over là móc. Móc. Móc ngực. Dạ. Tiếng dân gian kêu là móc ngực. Thì cái bài tập nó vừa tác động cả lưng cả ngực, nhưng mà bây giờ chỉ em để tập ngực vô nhiều hơn. Dạ. Đó, còn tập lưng vô nhiều hơn là tập vô khác. Rồi, bây giờ em đưa giùm anh cung dây nha. Nằm ghế nè. Rồi ok. Đó, chân phải trụ vững. Thấy không? Cùi chỏ chĩa lên trên vậy nè, chúng ta tập vậy nha. Dạ. Không có tập vậy, tập vậy dạ. Là lưng không à. Tập ngực nó phải vậy nè. Đó, để gần người vô. Tập trung nghĩ gì về cơ ngực, gồng cơ ngực. Tới đây nè, kéo mạnh lên. Dùng ngực để kéo nha, kéo mạnh lên. Điểm này nè, cái điểm này điểm cơ ngực gồng nhiều nhất. Đừng kéo xuống tới đây. Thấy không? Kéo xuống tới đây không có tác dụng gì hết. Mà kéo tới đây thì chưa đủ. Cái điểm nó ra đây nè. Nè.
gờ ngực ra, cảm nhận nè, rờ ngực nè. Đó, thấy nó cứng không? Đó. Xong rồi, hôm nay nó chạy nè, dứt. Đó, xong cái cuối cứ căng ra, căng thẳng luôn để thở, để căng luôn cái lưng. Rồi xong rồi. Căng ra dày. Nhờ BT thả. Nhờ BT nó kéo dây lại. Tại vì mình phải kéo ra vậy mình mới có điểm mình căng, chứ còn không mình để gần quá cái đó nó nhích rồi mình cái răng của mình không tốt. Dạ. Thấy không? Mình tập có sư phụ, với tập của BT thì có người phụ. Còn nếu mà tập mình á đẩy thích vô một tí. Dạ. Thì để biết nha. Thử. Này trò phải tự cảm nhận cơ ngực nha. Rồi. Chưa? Rồi đó. Kéo lên. Cảm nhận gồng ngực chưa? Còn trò thấy cái ngực trò gồng chưa? Rồi, ok. Rồi. Ngực vẫn còn căng đúng không? Rồi, ok. Cái răng động tác cái gì đó. Cố lên, cố lên. Ừ. Đó. Nhớ là phải gồng ngực nha. Ngực nó cứng. Rồi, tốt rồi đó. Thấy tập cái hình thì giống rồi đó. Nè chưa? Căng nè. Nè căng không? Đang căng đúng không? Căng này nè, căng lưng nè, tới đây hết căng ngực rồi. Khi mà trò kéo tới đây đã căng tới lưng ngực thì nó phải trên cao xíu. Đó. Rồi, tập thiệt lên tạ. Rồi 3 set nha. Ok. Rồi. Cái này sợ chạy cái chân thôi. Rồi, vô. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 gồng giữ. Ừ. Rồi thả ra căng. Thả ra căng từ. Thả ra. Thả ra tới căng lưng luôn. Tới căng cái lưng luôn. Căng lưng luôn. Đau. Rồi thả luôn đi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Tốt. Cứ căng ra từ từ đi. Căng ra từ từ. Nữa. Nữa. Cho nó dẻo ra nữa. Rồi căng ở đó. Không nổi nữa. Buông ra thả. Thả. Tốt. Cho tự tập mình được, nhưng mà nặng thì cái chân nó chạy chạy thôi. Nếu mà nặng á, lấy tập cái máy kia. Nó còn cái ghế nữa. Nặng thì mình không quay phim thì mình ôm ghế. Không, còn một cái ghế đó, có cái chân móc nữa. Còn. Đúng rồi, nhiều, mà có cái móc móc. Nhiều ghế mà. Rồi. Dạ giống chân quay. Rồi. Vô. Một. Hai. Ba. Bốn. Nhớ tập trung lực nha. Năm. Đúng rồi. Sáu. Rồi. Bảy. Rồi. Tám. Cái đó nè. Chín. Rồi cái cuối gắng gồng nha. Giữ lại, gồng ngực. Đó, gồng ngực đứng lên. Ok. Ừ. Rồi. Từ từ thả ra. Thả ra, relax. Relax, giữ lại đi. Relax đi, đừng buông nha. Đó, relax lại. Đó, relax cái cơ lưng ở đây nè. Đó, cơ lưng ở đây nè. Đó. Rồi, set cuối rồi đó. Kết thúc buổi tập gym rồi đó. Thôi thả lên đi, thầy dẫn lên Skylock cho tập cardio. Xong rồi ăn sinh tố, uống sữa chua.
Tay giang rộng yêu em bằng tất cả. Đời thành công trên muôn ngả tình say. Gym mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây. Cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay. Như tuôn chạy trong bầu trời danh vọng. Theo đỉnh ly gym dành cho cuộc sống. Anh thả đam mê vào chốn phòng gym. Bằng cả tình yêu khói óc và con tim. Có mưu có dũng, có tri thức chiều sâu. Có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ. Đôi tay gym không chỉ để làm thơ. Mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Biến tham vọng thành sự thật khát khao. Nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công. Nhất định gì lãng mạn em muốn không. Trong phòng gym dẫu có đúng sai. Nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một. Đi xây dựng đời gym mơ đích thực. Bằng sức mạnh đôi bàn tay nguyện uy. Đầy oai phong ôm trọn cả núi sông. Ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa. Địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai. Hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung. Khi bên ta em xứng danh mỹ nữ. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh. Cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thi. Thôi tập thấy đẳng cấp hoàng gia không em? Tập quá VIP luôn. Tập nhìn thấy nguyên Sài Gòn luôn không? Có người phục vụ pha súp pha xiết này nọ kia thứ. Là đã mà. Thằng trợ lý nó lấy nước hơi nhiều rồi nha. Không, thầy mà phải có trợ lý nữa. Gọi đi. Trợ lý còn có trợ giảng nữa. Trợ giảng khác, trợ lý khác. Trợ lý này, thư ký này. Thư ký của thầy đâu? Thư ký của thầy hả? Thầy cất cái nhà rồi mai thầy dẫn vô. 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 À, vô. 1, 2, 3. Vô. 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 Ba cái. Ba cụ. Vô. Ok. Ây da. Rồi bữa nay về nghỉ ngơi nha. Ngày mai là ngày sau, ngày bữa sau. Là bữa thứ 7 tập functional á. Functional cardio khó hơn nữa. Vậy thể lực lên thì phải lên tạ chứ. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.